Ok, hi các bạn, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Stormy Gaming ha. Ok, và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái phần 3 của World War Z. Thì cái phần này là cái phần Hell and Water. Thì ba cái phần này nó là một cái chapter của New York các bạn ha. Và hôm nay thì mình sẽ chơi cái phần 3. Thì cái phần 1, phần 2 mình đã up trên cái channel của mình rồi. Thì nếu các bạn nào chưa xem thì các bạn hãy nhớ đón vào xem nhé. Và hôm nay thì trong cái lượt lựa chọn nhân vật thì mình đã chơi cái thằng này rồi. Mình đã chơi cái thằng này một tập rồi. Và cái con nhỏ này mình cũng đã chơi một tập rồi ha. Và hôm nay thì mình sẽ chơi cô em da đen. Đó thì cô em da đen này thì mình chưa chơi một lần nào hết. Và mình đặc biệt không thích cái thằng mập tên mất kiến. Đó là cái thằng Angle đó. Tại vì khi mà các bạn bắn zombie á thì các bạn chơi thằng mập như vậy á thì giống như là cái cách di chuyển của mình nó rất là chậm chạp. Cho nên là mình không thích chơi thằng mập đó các bạn ha. Cho nên là mình sẽ chọn mấy cái người mà mảnh khảnh thôi. Đó, dễ di chuyển, dễ bắn nè. Đó, ok. Thì bây giờ mình sắp bắt đầu vào cái phần 3. Và đây là cái phần cuối của chapter New York các bạn ha. Và mình sẽ kết thúc một cái chapter đó, ở đây. Và sau đó thì mình sẽ quay lại mình làm GTA 5 ha các bạn ha. Và sau khi làm GTA 5 xong thì mình sẽ tiếp tục làm cái chapter 2. Đó chính là Jerusalem. Ok. Thì đây là cái phần mở đầu của cái phần 3 này ha. Và cái phần 2 thì tụi mình đã như là giải thoát được cái con tàu này. Nó chui được cái hầm. Và bây giờ nó đã vô trong thành phố rồi các bạn ha. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái nhiệm vụ của mình để mình giải phóng cái con tàu này. Giống như là đi ra ngoài khỏi thành phố rồi luôn. Tại vì cái thành phố này đang bị tấn công bởi rất là nhiều zombie ở trong đây. Ok, và đây chính là con nàng của chúng ta ha. Và bây giờ thì mình sẽ lượm C4. Thì kể từ phần 2, phần 3 thì mình đã xài qua C4 rồi chứ không mình không xài qua net nữa. Và net là cháy lựu đạn các bạn. Và ở dưới kia thì rất là đông zombie. Và zombie nó đang bay theo chiếc trực thăng đang bay trên bầu trời á. Đó thì mình cũng đỡ được là mình tàn sát của zombie dưới đây ha. Đó, tụi nó đang chạy theo chiếc trực thăng. Đó, chiếc trực thăng giống như là là một sự chú ý với tụi nó ha. Tại vì quân đội á, mấy ba trực thăng này, mấy ba chiến đấu là đang anh liệt cái khu trung tâm zombie này rất là nhiều. Đó, tụi mình phải tìm một cái đường đó các bạn. Fire on the road. Mình phải tìm một cái đường khác để đưa mình đi vào trong đó. Tại vì những nhiệm vụ này thì tụi mình phải đi bộ được. Tụi mình phải đi bộ. What the fuck? Ai vậy? Tụi mình phải đi bộ thì tụi mình mới có thể là như là mở được những cái công tắc đi. Mở được những cái công tắc lên để cho cái con tàu hỏa nó có thể di chuyển tiếp được ha các bạn ha. Đó, ở đây thì nó có rất là nhiều medkit. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở cái công tắc này để mình đi tiếp. Đây là một cái kho, mới kho chứa đồ cũ các bạn ha. Giống dạng như là một cái công ty á, bỏ hoang. Đây là một cái cabin. Giờ mình không thích bắn cây đó tại vì bắn cái đó rất là chậm. Đây, zombie nó bắt đầu nó phát hiện ra mình rồi đây. Mình phải đặc biệt rất là cẩn thận. Tại vì zombie ở đây nó, một khi mà nó tràn ra các bạn, nó tràn rất là nhiều hướng. Đó, làm cho mình rất là như là bị rối. Đây, đây là có mũi con nó hú nè. Cái con này hú để nó kêu gọi nguyên cái đám zombie tập trung lại. Cho nên là khi mà các bạn mà chơi World War Z thì các bạn nhớ hãy để ý cái con đó các bạn bắn đầu tiên nha. Rồi, mình sẽ đặt cái C4 ở đây. Mình bắn nó nổ cho nó banh xác từ nó luôn. Banh cục mẹ nó xác từ nó luôn. Ok. Đây có một cái bình nữa nè. Đó, thì những cái quả C4 nó rất là có hiệu quả lại cái con mà mặc áo giáp ha các bạn ha. Mỗi con mặc áo giáp giống như là cái bộ giáp của SWAT đó. Đó. Đây rất là nhiều zombie luôn. Đây đây đây, đây con đó nè. Đây đây đây. Chết mẹ mình quăng qua bên kia rồi. Má con này nó chơi đồng đội mình hơi là bị dịu nó luôn. Với lại cái con mà nó có trong mình nó cái gas đó các bạn. Cái con mà nó mang trong mình nó chất độc ga ha. Giống như là những cái quả bơm khói các bạn. Bơm khói bơm độc quá. Ở đây tôi thấy một con đó nè. Chạy ra. Đừng có đứng ở đây. Đứng ở đây là bị nhiễm độc hết bây giờ đó. Ok, để mình lấy magic nữa. Rồi, ok. Đó, các bạn thấy không? Cái này giống như là khói độc vậy đó. Đây còn một cái anh zombie rất là đẹp trai nữa. Còn bị lạc đàn. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi qua cái tòa tàu hỏa này các bạn ha. Mình sẽ đóng hết tất cả những cái cửa ở bên đây. Để khi mà tụi zombie nó tràn vô thì mình sẽ ngăn chặn được một cái phần nào đó. Nó đỡ đông hơn các bạn ha. Thì các bạn chơi các bạn nhớ chú ý mấy cái phần này.
Ok, mình đang reply, mình đang đóng lại mấy cái cửa này. Thì ở đây nó vô lý một cái là nó không có máy móc, không có điện đầy hết nhưng mà nó vẫn đóng được. Đây là một cái toa tàu thứ hai. Mấy cái hộp này là mấy cái hộp mà để cho mình kiếm những cái khẩu súng thôi các bạn ha. Đây thì mình rất là thích bắn cái khẩu HW46 này. Bắn rất là đầm các bạn. Và cái tốc độ ra đạn rất là nhanh. Khi các bạn xả zombie á thì các bạn cần phải có một cái độ ra đạn nhanh. Tại vì zombie nó rất là đông ở trong đây. Ê, mình đóng quá là nhiều cửa rồi, mình đóng luôn cái cửa đi ra của mình luôn rồi. Đây, mình sẽ tiếp tục đi xuống cái hang này. Mình tiếp tục di chuyển ha. Và ở trong đây nó có cái hay một cái là nó có một cái mũi tên chỉ dẫn mình, chỉ dẫn hướng đi của mình. Đó thì nó cũng đỡ, nó không có giống như là đường mình tìm tòi như Sekiro. Sekiro Die Twice các bạn phải tự tìm đường đi. Đó. Còn đây thì nó có dấu mũi tên. Cái zombie này mà giống như là ôi what the fuck. Mày mày nó đâu ra vậy ta? Ôi chết mẹ, zombie nó thổi tràn xuống rồi kìa. Giết tàn công mẹ nó xác tụi nó. Ê phê lơ, chết mẹ em rồi, công mẹ nó. Thiệt là đau quá đi hả. Đây rất là ghét con gà luôn các bạn. Thì bắn nó, gà nó ra độc rất là nhiều. Đây mình sẽ chữa thương cho mình tao xanh. Ok, mình sẽ tiếp tục di chuyển thôi. Mày la hét thôi. Hey, mày mà hả, rất là đông anh em của mày, rất là nhiều con chó săn của mày lại hả chiến anh em của tao. Ok, ở đây có thùng đạn nè. Đó, mình rất là thích cái thùng đạn này. Và khi mình đi một đoạn thì nó sẽ có những cái thùng tiếp tế như vậy để cho mình tiếp thêm đạn, tiếp thêm những cái đồ mình cần thiết ha các bạn ha, như là medkit và những cái C4. Ok, sẽ tiếp tục di chuyển thôi. Đây là có rất là nhiều những cái toa tàu hỏa nè. Đó, đây là cái thằng mặc đồ SWAT các bạn. Mình sẽ phóng cái C4 cho nó nổ chết bả luôn. Nhờ một trái thì nhiều khi nó vẫn còn sống ha. Vẫn còn sống nhưng mà nó yếu lắm rồi. Mày đó, nó yếu lắm rồi, nó ăn một cái C4 của mình là nó yếu lắm rồi. Thôi, còn zombie nữa hả? Hết rồi, còn có mấy con nó chạy ra. Đây mình sẽ lấy thêm cái medkit. Rất là cần medkit các bạn ha. Trời ơi, nó thổi tay vô kìa. Đó, đây là lý do hồi nãy mình đóng hết những cái cửa tàu hỏa bên kia để cho tụi nó không có thể mà đi vô được hả các bạn ha. Đây thì mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ok, thì cái tàu hỏa nó có đèn này là cái tàu hỏa là mình phải cần giải phóng để nó chạy ra khỏi cái chỗ này hả các bạn ha. Tại vì cái cửa này nó bị mất điện rồi, nó không có chạy được. Đó, đây cái tàu hỏa nè, nó đang chạy vô đây và nó bị mắc kẹt ở đây. Đó, tại vì cái cửa này mình phải cần phải mở cái cửa này ra thì cái tàu hỏa này nó mới chạy ra được. Thôi, không biết đâu quá. Đó chính là nhiệm vụ của mình ngày hôm nay. Đó, mình phải defend cái chỗ này, mình phải bảo vệ cái chỗ này, bảo vệ cái nguồn điện chỗ này các bạn ha. Trời ơi, đông zombie quá vậy. Mày, mày. Đó thì nếu như mà bảo vệ chỗ này thì mình phải cần có những đồ chơi đó các bạn ha, giống như là những cây súng máy hoặc là những cái cọc dây điện nó bị chập điện á, gọi tắt là những cái cọc dây điện đi ha. Đó, những cái bộ dây điện để mình lắp đặt lên những cái hàng rào để cho khi mình tụi nó trèo lên thì nó sẽ bị giật, gây khó khăn trong quá trình tụi nó giống như là muốn tấn công vô đây. Đó. Sau đó thì mình sẽ đặt những cái C4 quanh cái hàng rào này. Tại vì cái hàng rào này là một cái hàng rào mà sẽ được cái đồng chuẩn bị nó sẽ chèo vô đây. Thì bên kia nó có sẵn một cái hàng rào nó bị chập điện các bạn không? Đó thì mình defend chỗ này á, thì có những cái quả C4 như vậy á thì rất là có lợi cho mình, giúp mình defend nó rất là dễ dàng hơn nhiều các bạn ha. Đây thì mình có được cái máy. What the hell? Somebody start up the train. No.
Đây thì mình sẽ gắn cái súng máy ở đây. Bên kia nó lại có thêm một cái hộp đồ chơi nữa. Ok, và cái cây súng này là cây súng mà để mình cầm tay các bạn, để mình gắn trụ mình cầm tay á. Đây thì mình sẽ gắn ở trên đây, mình sẽ gắn ở trên chỗ cao nhất ha. Thì cái chỗ cao nhất này á, khi mình gắn vô á, thì mình sẽ bắn được qua bên kia rất là xa đó. Thì mình cần gắn ở chỗ này để mình hạn chế lũ zombie nó tấn công vô đây. Ok, và bây giờ thì mình đã đầy đủ đạn C2 mình kích. Bây giờ mình bắt đầu mở cái công tắc này lên để cho con tàu này tiếp tục di chuyển các bạn ha. Đây là một cái con mà nó bay vô mình nè, như là con nhái gì đó. Rồi mình sẽ bắn thử. Và khi mình bắn vô người đồng đội của mình thì đồng đội mình bắn theo luôn á. Ok, bây giờ thì mình đã chuẩn bị phòng thủ chỗ này rồi. Có lát nữa zombie nó sẽ từ ở trên đó đổ xuống nè. Rất là đông các bạn. Đó các bạn thấy chưa? Trời ơi nó chạy kìa. Rồi bắn sướng. Bắn kiểu này là hả maximum luôn nè các bạn. Hả trời zombie luôn. Trời ơi. Cái này mới gọi là game zombie các bạn. Zombie nó phải như vậy. Zombie nó phải đông như vậy, bắn máu, máu lửa các bạn. Đó. Đây là mới round 1 thôi. Nó có rất là nhiều round các bạn. Trời ơi, nhiều round. Đó. Thì cái cây súng mà lúc mình giặt chủ ở trên đó nó chỉ được 150 viên thôi các bạn nha. Và thì sau khi hết 150 viên đó thì mình lại tính bắn bắn bằng tay. Đó do là mình để sẵn những cái quả C4 ở quanh cái hàng rào rồi, cho nên là mình rất là dễ dàng để mình defend những chỗ này. Bây giờ thì mình sẽ chạy xuống để mình nạp thêm đạn. Wow, cái hộp đạn ở dưới đây nó còn không bắn các bạn. Vừa bắn hết đạn xuống là mình lại nạp đạn vô. Trời ơi, đông quá. Đông quá thì đông luôn. Trời ơi, bắn vậy mới đã tay á. Này mình bắn cái C4 nè. Đây, để nạp thêm cái con này nữa. Bắn vô đầu nó thì nó không có sát thương rồi. Bắn cái chân bơm. Chết đi. They just keep coming. We gotta fall back. Trời, nó leo được hàng rào kìa. We need to hit it with full force. Đây thì mình sẽ lấy cái súng phóng lựu này chơi nó. Bên phá giống như là cái cửa hàng nó mặt lên. Đồ bên sát hết. À, chưa xong rồi các bạn ơi. Còn nhiều round lắm. Còn nhiều round cho nó đổ xuống mặt đó. Mình phải chạy xuống mình nạp tiếp đạn mới được. Coi vậy chứ bắn mau hết đạn lắm. Cây súng máy ở dưới của mình nó hết đạn rồi. Thì mình sẽ bắn thêm một cái nữa để cho cái hàng rào nó mở ra. Bắt đầu là những đòn ở dưới là tự di chuyển rồi đó. May. Đây nó kêu mình thoát khỏi cái chỗ có tàu hỏa là cái gì đó. Giờ mà mình đã hoàn thành để cho cái tàu hỏa nó thoát khỏi cái khổ này. Rồi zombie đông quá trời luôn. Bây giờ thì mình sẽ bắn thêm mới zombie nữa rồi mình sẽ out khỏi chỗ này các bạn ha. Chứ mình đứng đây mình bắn hồi là không bao giờ hết, nó đổ xuống hoài luôn. Nó xuống hoài, nó xuống rất là nhiều. Nó leo hàng rào kìa. Chỗ bên kia đó kìa, quá trời luôn. Mình sẽ bắn nốt cái đợt này rồi mình sẽ chạy. Mình lấy thêm đạn nè. Rất là sướng tay luôn các bạn. Bắn rất là đã tay. Đây, 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 đợi anh đi. Để anh chơi như vậy nè. Mày 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 chẳng cái mặt gì anh đang câu hết từ đâu mới rồi. Ok, let's go, watch your backs. Mình sẽ đi vô cái phải gọi chỗ này có thằng ăn cổ mày mày giết nó. Mình mất quá trời máu luôn.
Kéo hồi đầu khác vậy. Do là thích nhảy, thích là bắn. Dễ là cái đầu quá trời luôn. Rồi chấm. Đủ đẹp mày đi ra. That's the last of them. Mày đã tát đầu. The gate. Sẽ lấy thêm đạn. Let's go, watch your backs. Refill ammo. Ok, bây giờ thì mình sẽ thang cái cõi chỗ này thôi. Mình không hiểu sao cái thuộc Creeper này mình mở ra không được. Mình mở ra không được, nếu mình mở ra được thì there's an open sewer grate here. I'm dropping down. Ok, bây giờ thì mình sẽ xuống cái đường hầm này ha. Đây là một cái ống cống, một cái hầm điện ngầm. Đây, có một cây súng khổng lồ. Oh, that smell! Trời ơi, sao còn bị cái chất hành động luôn các bạn không? Chỉ còn vài con sống thôi. Ok, bây giờ nó có một cái cánh cổng để sample mở ra nè. Ok, moving on. Đây. Trời ơi, quá trời. The quicker we get out of here, the sooner we get to evac. Của tất cả anh em mình, anh Kit. Sẽ bơm máu, phun máu cho mình trước, mình mất rất là nhiều máu các bạn. Sẽ bốn nè, sẽ lấy mình kit mình bơm cho đồng đội của mình. Mỗi lần bơm mình kit, mình cảm thấy người quá đổ giả hương lên tay. Đồ máy nhỏ gắn lên gì chơi giả hương lên. Ui trời ơi, bánh sáng luôn. Tại trường học yên gì đó, mãi tiếp tục. Ok. Mình sẽ... Ủa? Fuck! Lộn! Ê ê ê! Chưa chưa mà giết con này hả? Sẽ trâu lắm rồi mày. Mày! Mình headshot luôn. Okay, this should help. Đây mình sẽ chữa thương cho thằng... Appreciate it. Tassum Thousand. Rồi, bây giờ còn có thêm một cái midkit nè. Mình sẽ cho nhỏ Runo nha các bạn ạ. Keeping you in the fight. Go! Okay. Let's go các bạn ơi. Mình sẽ lấy thêm số 4. Ở dưới thì nó có rất là nhiều ga chất độc á. Chất độc các bạn. Hey, I'm reloading. Rồi. Còn đâu ra chi cho chết. Room's open here. Let's go. Thôi còn mấy con này nữa hả? Rồi mấy con này nằm nó lâu mình đi mình không để ý là nó cắn mình. We still in New York? Đây là một cái giống như là một cái gì bảo tàng các bạn ha. À. Cái gì bảo tàng hồi đó. Đây có rất là đông zombie nó bị nhốt ở trong đây nè. Đó. Ở dưới nữa, ở dưới quá trời zombie luôn. Phải không? Quá trời zombie luôn. Ở đây nè. Đây đây có một cái con một đội FBI này. Cách chiến có nhanh nhất là chỉ có nhanh rõ thôi. Đây, đây có thể phải còn zombie nữa nè. Chỗ này hết đi, anh tiếp hết. Một quân tàu chấp hết. You give them everything you got. Assemble. Oh, I thought we were done back there. Let's get outside and get our bearings. They go really new support. We need to get outside. Mình sẽ tận dụng mấy cái mít kit này để mình chữa thương cho đồng đội của mình, tại vì mình thiếu dư. Hey, this should help. Sẽ cho thằng Angel cái mít kit. Rồi, ok. Rồi, hết đồ rồi. Xe 4 nữa. Ok. Giờ thì mình sẽ đợi cho cái cổng này mở ra để tụi mình đi ra. That's the last of them. Ôi, zombie quá trời luôn kìa. Này chạy Jesus, theo nhầm what the... thằng They're này. They're bombing the street. Mà nhưng mà nó bị bài chiến đấu thả bơm tiêu diệt hết tụi nó luôn các bạn. Trời ơi, sát tụi mình. Bây giờ ở dưới đây là một đội đặt chế bơm giờ streets abandoned. It's not good. Không, keep moving. I see the evac point. Bây giờ thì mình sẽ phá the ground people. Đây là những cái súng quân đội đặt ra để bẫy zombie. Mà nếu tụi mình
phá hủy những cái súng đó. Đây là những con zombie hiện tại đi lẻ tẻ hết rồi. Quá nhiều zombie đổ lên. Medkit. God damn. Động. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi qua cái bến tàu này ha, để mình thoát khỏi cái chỗ này. Đó, sau khi mình giải cứu xong mình tới tụi mình sẽ thoát khỏi cái khu hang. Đó, khu này đang bị zombie tấn công rất là dữ dội rồi. Oh god, they were trapped here. There's no way out of here. Thì mình sẽ cho thằng tàu sinh. Rồi, ok, sẽ lấy thêm cái mít kích nữa. Bên đây có cái súng máy nữa. Oh, zombie. Rồi, nó nhảy xuống quá trời luôn rồi. Cậu ăn chơi bố đi con. Ăn chơi bố đi con. C4 nó chính là cái món quà rất đặc biệt của dân tặng của mày đó. Mình sẽ mê lời Ajax. Rồi, xong rồi. Mình có thêm cái link kit nữa nè. Mình cho Bruno đi, mình cô đi. Phải tận dụng hết những cái link kit ở đây như nhất có thể. Ở trên đây nó có một cái súng máy trên đây và một cái súng lục. Mình sẽ lấy cái súng lục rồi đi. Ok, bây giờ thì mình sẽ qua bên kia để mình nạp thêm đạn. Đó, đây là một cái hàng rào chặn lại lũ zombie tấn công qua cái cảng này. Okay. There is a winch to pull in the boat. Sợi bố. Đây, mình kích lên hai cái kích luôn. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng những cái C4 này để mình đặt bẫy cho nó ha. Mình sẽ đặt những cái C4 này xuống trước. Rồi sau đó mình sẽ đợi cho nó chạy vô rồi mình sẽ kích mạng C4 để tụi nó nổ bắn con này sẽ sát hết tụi nó. Đây, C4 đây, mình có chỗ này là một cái chỗ mà rất đông zombie đổ vô nè. Những cái hàng rào là những cái hàng rào mà rất là đông lũ zombie nó sẽ trèo lên phá cái hàng rào này. Đó, ở đây là một cái nè, hàng rào này. Khi là một cái nữa. Còn lại những cái hàng rào là những cái hàng rào mà lát tụi nó đổ vô rất là đông. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ kích hoạt cái này để cho nó kéo cái con tàu vô. Để tụi mình thoát khỏi cái này. The winch. The boat's moving in. Defend your position, you need the port, doctor. Nó kêu mình defend cái chỗ này để cho hai cái motor nó kéo con tàu vô. Zombie nó sẽ đổ vô bên đó là nhiều nhất rồi. Ở đây là cái của tôi đã kéo một thuyền vô. Đấy, đây nó đổ vô rồi các bạn. Con mình leo vô quá trời luôn rồi nè. Bắn cho nó. We gotta restart the winch. Chết mẹ tụi nó. Đừng cho má nó hay. Ở khu này là khu là zombie tấn công rất là đông luôn các bạn. Mày thì chạy vào đi, chạy vào để sát nó. Này, trời ơi bên kia đổi vô kìa. Má ơi, cứu con. Đông quá các bạn ơi. Quá trời đông luôn, mình sẽ cho chiếc C4 chơi. Quăng đút ở trong rồi. Ngu rồi, các bạn không thể bắn ngoài vậy. Để sao mình đã quăng trong. Mình sẽ sử dụng cái súng bóng lụ này để mình giả tay 5 đồng các bạn. Mùi đông được thối lắm. Đây, mình sẽ qua nằm hiện tại. Ở bên kia có cái con kêu mỗi ông đội các bạn. Không biết tên của nó là gì. Trời ơi, nó leo hàng rào kìa quá trời luôn. Tấn công
quăng của tiền sẽ bốn tên. Mày kêu gọi mày sẽ cho tôi một trái sinh vô. Á, quăng nào quăng cũng sao, mình tưởng đâu dính cái hàng rào mà ai về nó siêu cái hàng rào. Đó, đây cái đồ chơi ấy nè. Cái lưới điện nha các bạn ha. Mình sẽ đặt lưới điện và cái chỗ defense của mình. Mà mình phải lấy thêm đạn nữa kìa. Đông quá đông luôn các bạn. Mình đặt cái lưới điện ở đây. Ôi, phải giải tán cái này. Có cả mấy con zombie cũng rồi. Mà trong lúc này nè, giờ nó cào lén mình. Mình chưa kia bay xuống ao luôn. Chứ kích hoạt một lần nữa. Kích hoạt chừng nào mà nó kéo con thuyền như tới đây cho mình đi thôi. Đây chắc phải cũng 3 bóng rau các bạn. Đẹp chắc 3 bóng rau. Đó, bên đây nó có sẵn lưới điện rồi hả? Defend. Đó, nó đổ xuống nè. Ăn C4 đi nè con. Ăn C4 đi nè. Đây nó kêu mình tiếp tục là kéo vô nữa. Do là cái hai cái motor nó bị hư rồi cho nên là mình phải bấm rất là nhiều lần thì nó mới kéo được ha. Chứ còn mà gặp motor như bình thường như người ta là nó kéo vô xong con mẹ từ lâu rồi. Quên là địch của mày, địch của mày. Đây C4. Vô đây. Nó thích cho mùi một cục xít. Cục xít. Để mình tiếp tục kéo vô nữa. Sắp vô tới hả các bạn, hết round này nữa là nó vô tới nơi rồi. Đây kìa, bên kia nó la, hét nó kìa. Kêu gào trong sự vô vọng. What the fuck, cái con chó zombie này. At last. La nó đi. Đây mình sẽ qua bắn bên đây tiếp, bắn mỗi chỗ ít. Như là con tạo giờ tới nơi rồi thì phải. Tới chưa? Đổ vô nữa kìa. Cũng chưa vô tới. Hôm qua mình lấy thêm đạn. Mình xả nó. Bắn nó đi, đừng cho má nó hay. Má nó hay làm sao bắn nó đây. Rồi, con thuyền nãy vô tới nơi rồi. Nhưng mà mình muốn bắn thêm chút xíu nữa cho đã tay. Rồi, ok, let's go, lên thôi. Get to the board. Ok, và tụi mình đã thành công khi ghét chút thuyền vào rồi. Và thoát khỏi chỗ này. Và các bạn thấy lũ zombie không? Nó đông như là một chục mấy chó như các bạn. Đông hơn là kia nữa. Thôi nó đổ ra kìa. Những khung cảnh giống như là phim World War Z nữa. Chẳng khác gì mày nữa. Ok, và cái phần này của mình kết thúc tại đây ha. Và mình đã kết thúc được cái chapter 1 của New York ha. Và mình sẽ bắt đầu chapter 2 bằng cái map Jerusalem. Và nếu như các bạn muốn biết cái map như thế nào thì các bạn hãy nhớ đón xem trên channel của Starbase Gaming nha. Ok, và cái phần 3 của map New York của mình kết thúc tại đây. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích thì các bạn hãy nhớ cho mình một like, một subscribe để ủng hộ channel mình.
Và nếu như các bạn có nhận xét hay là các bạn có ý kiến thì các bạn cứ comment ở bên dưới video của mình ha. Ok, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau trên channel của Stobin nha. Và ba phần này là ba phần mình đã chơi hết cái Mighty Joke rồi. Ok, bye bye tất cả các bạn.